Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, nhưng đặc biệt lần đầu tiên Thảo Yên xuất hiện trong phần tin tức nổi bật buổi chiều của Little Sài Gòn TV. Lý do anh Đinh Quang Thái đang trên máy bay từ Washington trở về Westminster cho nên không làm được chương trình nổi bật này. Cảm ơn Thảo Yên rất nhiều đã nhận lời để phụ trách một phần của chương trình nổi bật ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì đem đến một cái câu chuyện, đây là một cái câu chuyện nếu như mà là sự thật đó thì nó sẽ gây chấn động cho cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại nói chung, nói riêng cũng như là làng nhiếp ảnh báo chí thế giới nói chung, là tại vì nó liên quan đến một cái tượng đài em bé Napalm của ông Nick Úc, thưa quý vị. Quý vị cũng biết là khoảng hơn 50 năm nay cái tấm ảnh này đó đã đi vào lịch sử, và bản thân ông Nick Úc thì cũng nhận được coi như là tất cả những cái sự mà vinh dự nhất. Ông được gặp mặt tất cả các nguyên thủ quốc gia đi đến khắp nơi trên thế giới, kể cả cũng gặp gỡ luôn Đức Giáo Hoàng vì đã chụp được cái tấm ảnh huyền thoại này. Và riêng cô Phan Thị Kim Phúc, cái cô bé trong bức ảnh đó, thì cũng nhiều lần gặp gỡ với ông Nick Úc và cô cũng nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, thưa quý vị, ở tại Việt Nam thì có một ông ký giả, ông tên là Nguyễn Ngọc Vinh, làm việc cho báo Tuổi Trẻ. Nghe thì nó khá là khó tin, thưa quý vị. Thì bây giờ chúng tôi sẽ từ từ đưa ra cho quý vị sẽ thấy những người bây giờ họ nói họ là nhân chứng và biết được một cái câu chuyện khác của cái tấm ảnh em bé Napalm này. Thì ở trong hình, thưa quý vị, người áo xanh chính là ông ký giả Nguyễn Ngọc Vinh, làm việc cho báo Tuổi Trẻ. Thì ông nói rằng vào tháng 9 năm 2022 năm ngoái, ông trong một cái chuyến du lịch do những người bạn tổ chức, thì trong chuyến du lịch đó có sự xuất hiện của một người thành viên mới của cái nhóm này. Đây là ông Carl Robinson. Năm nay đã 80 tuổi, thưa quý vị. Ông Carl Robinson này đó, vào năm 1968 đến 1975, làm việc cho tờ báo AP ở tại Sài Gòn. Và kế bên cũng là phu nhân của ông Robinson. Ông lấy bà là người Việt Nam cho nên là có một thời gian dài làm việc ở Việt Nam. Thì chính ông Robinson này mới nói với ông ký giả Nguyễn Ngọc Vinh là ông biết được chân tướng của cái tấm ảnh em bé Napalm. Wow. Ông nói rằng cái tấm ảnh đó hoàn toàn không phải do ông Nick Úc chụp. Wow. Mà do một người khác. Thì vừa mới nghe cái chuyện này là giống như ông ký giả Nguyễn Ngọc Vinh, và chúng tôi tin quý vị nghe một cái là không có tin được. Thứ nhất, chúng ta phải đặt câu hỏi liền. Tại sao nếu như mà ông biết ông làm cho AP 50 năm trước, lúc mà tấm ảnh nó vừa nổi tiếng, ông không phản bác cái sự thật đó. Yeah. Mà ông chờ đến bây giờ. Thì thưa quý vị, ông Robinson ông nói là cái lý do đơn giản nhất là tại vì tiền bạc. Tại vì lúc đó một mình ông nuôi vợ và ba con. Thì ông nói rằng nếu như mà ông lên tiếng tố cáo nhưng mà chỉ một mình ông, còn những người khác mà họ im lặng, thì ông sẽ bị sa thải, mà ông cần việc làm để mà ông nuôi gia đình. Và ông Robinson nói rằng như chúng ta thấy là không chỉ riêng ông Nick Úc nhận được cái hào quang, cái vinh dự từ tấm ảnh, mà tờ AP họ cũng nhận được cái vinh dự này, bởi vì đây là nhân viên chính thức của họ và họ chụp được cái tấm ảnh đạt giải Pulitzer này. Thì không mà chưa hết đó, mà chính Nick Úc và nhiều người công nhận chính bức ảnh này năm 1973 dưới thời của Tổng thống Richard Nixon đó đã thay đổi toàn diện chiến tranh Việt Nam. Một bức ảnh thôi. Và từ bức ảnh này họ nghĩ rằng đó là thay đổi và dẫn đến cái việc mà triệt thoái toàn bộ quân đội của lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Dạ vâng. Và đó nhiều khi cũng là một cái giống như là một cái chiến lược sâu xa hơn của AP. Họ phản chiến, thưa quý vị. Cho nên nếu như theo lời ông Robinson mà cái câu chuyện này nó lật đổ, nó không đi theo đúng theo cái agenda của AP thì nó không có lợi gì, cho nên là tờ báo này sẽ tìm mọi cách vùi dập cái sự thật mà theo như ông Robinson ông chuẩn bị ông tố cáo. Thì ông nói rằng ông biết được cái tấm ảnh này đó là do một cái đoàn ký giả với lại nhiếp ảnh gia của tờ NBC họ chụp, thưa quý vị, chứ không phải là ông Nick Úc chụp. NBC chụp, dạ vâng, chứ không phải AP. Thì đây là tấm ảnh của cái đoàn ký giả đó đây. Như quý vị cũng thấy là
Đây là hình ảnh của cô Kim Phúc khi mà đã chụp xong rồi. Thì bây giờ ông Robinson đó, ông nói là bởi vì lúc đó thật Có sự cái đoàn ký giả phía sau cô Kim Phúc. Dạ vâng, đây là cái đoàn của NBC. Và cái người đàn ông này chính là cái người mà bây giờ theo ông Robinson mới là người chụp cái tấm ảnh đó. Tại vì cái chỗ này đó thật sự ra đây là cái câu chuyện mà he say, she say. Tại vì cái chứng cứ nó còn thiếu rất nhiều. Lời qua tiếng lại đúng thôi, rồi. Tức là người này nói thế này, người kia nói thế kia. Dạ vâng. Thì như quý vị thấy đó, ông Robinson, ông nói là tại vì bây giờ thứ nhất không có được cái hình ảnh, cái vị trí chính xác mà ông Nick Úc đứng khi đó, cho nên là chúng tôi không đưa lên được. Nhưng mà ông Robinson, ông nói, theo như những gì ông nhớ, thì với cái vị trí đứng lúc đó, ông Nick Úc không thể nào là người mà chụp được cái tấm ảnh đó được, mà là cái đoàn ký giả này, bởi vì khi đó họ đứng ở dọc theo bên đường. Cô Kim Phúc cùng với 3-4 đứa nhỏ nữa, toàn là anh em ruột và cousin của cô đó, chạy từ cái làng ở Trảng Bàng chạy ra, thì đoàn ký giả này họ đã chụp và sau đó họ dàn hàng ngang khi mà những đứa trẻ đã chạy lên rồi. Thì theo như lời kể của ông Robinson là như vậy. Thì ông Robinson ổng nói rằng khi mà cái đoàn ký giả này, bởi vì họ là đoàn ký giả tự do, họ chụp một loạt phim hết. Và bây giờ đó không hiểu tại sao họ đem cái ông ký giả này đó, ông Robinson, ông chỉ nhớ bằng một cái tên thôi là Nghệ, đã đem đến văn phòng của AP ở tại Sài Gòn. Và cái người lãnh đạo văn phòng AP khi đó là ông Horst Faas. Ông bán nguyên cái sắp phim đó và được ông Horst Faas trả với giá là 20 Mỹ Kim. Thì bây giờ đó, ông Robinson, ông nói rằng cái người nhân viên mà làm phòng tối rửa ảnh khi đó đây là ông Đặng Văn Huân, thưa quý vị, là người có thể là cái người mà biết được chụp chung với ông Nick Úc đứng phía Nick sau Úc luôn đi sau. Đó, dạ vâng. Nhưng mà ông Đặng Văn Huân này rất tiếc là bây giờ đã mất rồi, cho nên là sẽ không thể nào làm nhân chứng cho cái câu chuyện này được. Và thứ hai nữa là ông Robinson, ông nói là tất cả các cơ quan báo chí khi mà mua ảnh ở bên ngoài đó, họ sẽ đều lưu trữ vào trong một cái danh sách là mua từ đâu, trả cho ai, đều có chứng từ hết. Thì có một cái người nhân viên ghi giữ cái quyển sổ đó nữa, nhưng mà hiện tại cái người nhân viên này cũng đã mất rồi. Thì cho nên ông Robinson, ông nói hai cái nhân chứng quan trọng chưa gì đã mất, thì bây giờ chỉ còn có bản thân ông Robinson và cái người ký giả của NBC, là cái người mà ông Robinson biết chỉ với cái tên Nghệ thôi. Thì ông ký giả Nguyễn Ngọc Vinh á, thưa quý vị, ông mới nói là chỉ với một cái tên và một cái tấm ảnh mờ như vậy, cùng cái giống như cái tin tức là lúc đó ông xuất hiện ở Trảng Bàng, thì không biết có tìm được hay không. Nhưng mà ông Nguyễn Ngọc Vinh vào năm ngoái, ông vẫn đăng lên Facebook của mình mong là những cái người ký giả vậy. Mà sau vài tháng trời, thưa quý vị, chính bản thân ông Nghệ đã liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Vinh ở Việt Nam. Và đây là ông Nghệ, cái người mà tự nhận mình là cái người ký giả NBC và là tác giả của tấm ảnh đó. Thì ông Nghệ đây đã đồng ý cho ông Nguyễn Ngọc Vinh xem luôn cái driver license của mình. Ông tên đầy đủ là David Nguyễn Nghệ. Hiện nay ông sống ở tại Santa Clarita, thưa quý vị. Thì cái thời điểm mà ông Nghệ gặp ông Nguyễn Ngọc Vinh đó là vào năm ngoái, ở tại Trà Vinh, ông Nghệ về thăm gia đình. Thì bây giờ theo lời kể của ông Nghệ đó, ông confirm lại, ông xác thực những gì ông Robinson nói là đúng. Bản thân ông đã cầm một cái cuộn phim đó đến văn phòng của AP và bán, lấy đúng 20 Mỹ Kim, và còn được ông Horst Faas rửa cái tấm ảnh em bé Napalm đó tặng lại cho ông nữa. Ông có đem về ông treo ở nhà và tất cả bạn bè gia đình của ông đều biết. Tuy nhiên theo ông Nghệ đó, thì sau đó một khoảng thời gian, vợ của ông thấy tấm ảnh đứa nhỏ trần truồng, bà không thích, cho nên là bà đã quăng mất cái tấm ảnh gốc tặng đó rồi. Và còn một số những cái chi tiết nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận thêm cái tin này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.